Dạ con cho ra luôn. Chín. Này là gần 2 cân thịt dê này. Xịn xò con bò. Đấy, rõ hai cái đầu vú luôn. Xem thịt dê hôm nay sẽ ăn tiết canh dê, thịt dê nhá mọi người. Anh chào mà anh cầm vào cho ông Sơn một cái bia Hà Nội về. Đang làm lòng dê. Lòng cũng Hưởng ấy. Cầm luôn nhá. Hưởng. Đây nhà Hưởng đứng trước đây à? Hưởng trước đấy. Em anh tổ chức cùng nhau. Lấy chai. Chào nhưng phải làm bồ ấy. Sao cần tỏi á? Không. Mỗi người ăn một khẩu vị như em chưa đã em xào. Dứa mình chứ nhỉ? Dứa à? Dứa mình ý. Rồi. Đừng mì mà. Bốn cái chân dê này là ăn là ngon nhất này mẹ. Cái ninh lên ăn cũng mà thôi rồi Lượm ơi. Thế này là khế chua. Đây là nồi thịt dê đang luộc. Vớt bọt. Nay đi mua không có rau răm mà mua. Nếu mà không cầm thì ở nhà luôn. Cầm thì em về em lấy thì chịu vậy chứ. Đấy là cái dạ con cho ra luôn. Chín. Chị để lại mỗi miếng thịt thôi.
thịt chưa chín. Ừ, chín không? Đấy là ấy, dạ con. Đã chín rồi đấy. Thôi cho ra đi. Tí nữa thì có bốc luôn đi bốc. Mấy tay xương, đi. Mấy cái xương này. Nằm cứ để lại. Hai vú là thoát. Nằm kiếp vú. Gọi là vú nó thô quá, gọi nằm. Không lỗi lần gì cả. Nói làm sao cho nó dễ hiểu. Đấy. Đuổi đuổi. Mua nhà tí cầm về chắc được những nhà được bác. Nhưng mà những mua nhà cầm về đánh bằng thịt à? Đánh bằng được cái này đi. Đánh nhưng mà cái này đây. Cho ra cho ra. Về nhà cái này này không gạo. Vì được là lít. Đấy. Cái đấy là cái gì? Cái này là cái phổi. Cho ra thôi. Cho ra. Nói chung là cứ đánh đủ đây ra là tí. Tim cứ để lại thôi. Đấy. Cái đấy cho ra chị ơi. Sái gì? Thôi cái đấy để tí nữa. Thôi cái ba cái đấy để lại. Đây, chín rồi đây. Chỗ này là gần 2 cân thịt dê đây. Xịn xò con bò này. Thơm lưng luôn. Cái này là cái nầm này. Đấy, rõ hai cái đầu vú luôn. Ăn này no mẹ. Làm thêm bát nữa nhé. Được hai bát nữa không? Hai bát nữa nhé. Thôi, đầy vừa thôi, được hai bát nữa. Vú dê, nằm dê. Đây là nằm dê. Nóng quá. Mình gọi dân dã nó là vú dê. Nóng lắm. Trong nó là một cái bẹn sữa. Thịt dê nóng quá. Chót luôn. Kinh đỏ thế thì tươi. Quá xịn xò con bò luôn. Quá hốt nhỉ. Ngoài kia kiến máy reo. Đọc hết thì sút đều dao đúng không? Dao to không chém. Và giống nhai.
quá ngon. Tí nữa bát ông đầy nhất, yên tâm. Đỏ quá nhỉ. Dao được không? Dao to không chém. Và giống nhai. Con thơ nó vậy đấy chú ạ. Không hy sinh vì nghệ thuật. Lòng dê xào dứa tía tô tía chua. Kệ nó, tí để em ăn, để nguyên. Món này là món ngon nhất của con dê. Hai bát. Đây là lòng dê các bạn. Lòng dê này xào với lại cả đây này. Dứa này, khế chua này, tía tô này, cà chua này. Đấy. Đây, đồ xào đây. Tía tô là cho hết rồi. Anh Hoan nếm thử xem nó có dai không? Dai rồi tắt lửa ngay. Quá ngon, yeah. Nóng dễ này. Chưa sôi lên được. Chị Giang đưa cho anh cái đấy để hai cái anh cứ đảo ra dễ. Hai cái muôi, một cái xẻng, một cái muôi. Cứ để cái đũa khơi khơi. Cứ to lửa thôi. To lửa xong phát là tắt luôn là ok. Ui ơi, cái đoạn lòng dài kìa. Tí nữa mình ăn cái đoạn lòng dài đấy. Hơi ít tía tô nhỉ. Vâng vâng. Quá ngon. Tí nữa cứ cho nó hâu ướt tủ lạnh cho cháu. Sáng chủ nhật bọn cháu chơi. Mai thứ 5 rồi. Mai thứ 6 rồi. Đây múc đây, múc đây. Múc ra cầm vào không phải mâm đầy bầy luôn. Tiêu. Chiều chiều mà kiếp sáng luôn đó bạn. Bốn người cầm bốn bát. Ông Lưu. Thôi thôi.
bán bà không? Cho hai người bất ngờ đã được. Đâu có dịch đây. Bà muốn đàm phát thì đây là xương dê nấu măng. Đây, xương dê nấu măng các bác ơi, ngọt lịm luôn. Tí nữa ăn với bún. Đấy. Cỗ khao xe máy hôm nay là hơi bị to luôn. Kinh không? Xương ấy, đây này. Củ xương to vật vã này. Đấy. Cho đấy. Nếm lại. Vậy nên là phải có tiền mang sang gửi. Không có vay bao giờ đâu. Không. Bà vay tiền thì mới biết chứ gửi thì em không biết. Bà nó ít khi thỉnh thoảng sang đổi tiền lẻ đi chợ. Đây. Quá ngon. Vâng. Cứ thông thả. Tôi gọi cho bé thôi. Vậy nó cụt ra. Đấy. Cứ để đây. Đây là lòng dê. Cái này là thịt dê. Ông vớ vẩn. Năm tốt bổ năm đôi cho ta hai đĩa. Ông Lưu chia đều lắm. Cá chép bay còn phải bật flash lên gấp. Mát kèm. Ngon nhỉ. Cái này lúc đây là chú Lưu vừa sái vừa thổi nữa. Không nhận cũng cay thật. Ớt. Ớt cay rồi. Nhưng trong cắn, trong cắn. Sơn 2 trước lấy một ông rồi có người sĩ. Cái bà đi bước nữa là sơn này. Thế à, con bốn củ để cho lấy, để cho lấy. Đâu ngồi đấy. Để cho lấy. Quay. Không được bất được hưởng điện. Ừ. Mà mẹ con cũng không điện thoại. Sai bà đấy, sai bà đấy. Thế là bà lại chung mà cho nên cháu có xuống cửa. Em con cứ vu vía. Bảo với thắng tiết canh về sau. Bắt buộc ở nhà xong này chạy sang nhóm thẳng rồi. Tiết canh gì? Tối nay thì phực phừng luôn. Cô ráo cho ngon. Tuyệt vời. Thế cành dê đỏ chót luôn. Thế cành này 30%. Ông Sơn vào đánh 1 3. Con trai vào đánh 1 rưỡi. Quay quay cũng là 1. Đấy là cái dạ con cho ra luôn. Đây là gần 2 cân thịt dê. Xịn xò nó. Đấy, nó hai cái đầu vú luôn. Đây là mặt dê.
dành gì.